Đọc tin mừng theo thánh mắt cô Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài Cho mời người ra Lúc ấy đám đông đã ngồi chung quanh người Có kẻ nói với người rằng Thưa Thầy có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy Nhưng người đáp lại Ai là mẹ tôi Ai là anh em tôi rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa Người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi Anh chị em thân mến Lời Chúa hôm nay cho ta nghe là lời dạy của Chúa giêsu làm thế nào để trở thành bà con đích thực của Chúa Lúc bấy giờ thì Chúa Sô Ngài đang giảng dạy lời Thiên Chúa Dân chúng đang lắng nghe Ngài Họ là những con người khao khát lời Thiên Chúa Họ quy tụ quên Chúa rất đông Người giảng dạy và người nghe dường như điều đang say mê Vì lời của Chúa giảng hôm nay đầy sức thuyết phục và đánh động Thế thì trong lúc đó bỗng có một tiếng thưa của một người đang nghe lời của Chúa Thưa Thầy, có mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài kia Chúng ta thấy trước hết Đức Giêsu Ngài cũng là một con người Ngài cũng có một gia đình Và có những bà con thân thuộc Để giúp chúng ta thêm xác tín về màu nhiệm nhập thể Chúa Giêsu là Thiên Chúa Mà Ngài nhập thể làm người Và thông phần với thân phận con người của chúng ta Vậy thì khi mà được nói rằng có mẹ của người và anh em mà con người đứng ở bên ngoài chúa Sư đã có cái phản ứng như thế nào ta biết chúa Sư là con người rất ư là hiếu thảo ngài rất thương nước mẹ giả như chúng ta đi lâu lâu mà mình chưa gặp mẹ mình thì nghe nói có mẹ mình đang tìm mình đi thăm mình chắc rằng chúng ta sẽ vui lắm sẽ mừng lắm với vội vàng mà gặp mẹ mình chứ Đằng này chú Yêu lại hỏi ngược lại Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi Chú mở đầu bằng một cái câu hỏi Để làm gì thưa anh chị em Để gây một sự chú ý mà Ngài sắp tỏ lộ Hình như rằng Chúa Sư Ngài ít quan tâm đến những người ruột thịt của mình chăng Hình như rằng Chúa Giêsu Ngài đang bận tâm đến một gia đình mới, đó là những người đang ngồi chung quanh, đang nghe ngài giảng. Và ngài chỉ những con người đó rồi nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi." Người giới thiệu về gia đình mới của ngài qua câu nói đó. Gia đình mới là một gia đình thiêng liêng. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa Người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chúa Giêsu ngày muốn nói hôm nay trong bài tin mừng, những con người sống theo thánh ý Thiên Chúa, đó là những người thân thuộc đích thực của Chúa Giêsu. Và đó là những cái con người biết lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem lời của Thiên Chúa ra thực hành trong cuộc sống của mình. Chúa Giêsu ngày không phủ nhận giá trị của gia đình tự nhiên cha mẹ anh em bà con ruột thịt người cũng có những ràng buộc trong gia đình và cũng có những thân nhân như một con người ở trần gian nhưng mà cái điểm mà chúa Sưu đề cập đến hôm nay với chúng ta còn có một gia đình khác nữa nó cao hơn nó linh thiêng hơn Đó được gọi là gia đình thiêng liêng Anh chị em thân mến Hôm nay chúng ta nhìn về Chúa Giêsu Để chúng ta nghe lời của Ngài dạy Và bắt chước cách xử lý sự thế của Ngài Để làm gì? Những cái gì thuộc về vật chất trần gian tạm bợ này nó cũng cần thiết cho chúng ta Nhưng nó có mức độ của nó mà thôi Điều mà con người, những kỳ tu hữu, những con người đi theo Chúa Cái quan trọng nhất đó là gì? Đón nhận lời của Thiên Chúa Để cho lời của Thiên Chúa thấm nhường Để chính Chúa Giêsu xu Ngài không ngừng lớn lên trong tâm hồn của chúng ta Có như vậy ta mới thuộc vào gia đình thiên liêng của Ngài Lời Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng con biết lắng nghe lời của Chúa và biết mau mắn đem ra thực hành trong cuộc sống mỗi ngày để con được xứng đáng bước vào hàng ngũ của những người thân thương của Chúa. Amen.